xin chào mọi người, lại là mình Di Di đây. Thì hôm nay là ngày đầu tiên của tuần lễ mua sắm này mọi người. Tất cả các hộp trong cửa hàng đều được giảm giá mùa đá quý á. Bây giờ mọi người hãy cùng Di đi săn xem nhé. Let's go. Đầu tiên mình sẽ mở 5 hộp gà con nhưng mà không ra gì hết á. Bây giờ mình sẽ mở 10 hộp hoa hướng dương này mọi người. Hên ghê mọi người, cuối cùng mình cũng ra được một cái mũ hướng dương rồi á. Tiếp tục mình sẽ mở 10 hộp chanh nha mọi người. Thì cái hộp này rất là xui đối với mình luôn á. Mình mở rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa ra bộ đồ. Để xem hôm nay có ra không nha. Thì hôm nay mình đã full đồ chanh mặn nước rồi nè. Chúc mọi người mở hộp may mắn nha. Chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.